Rồi, mến chào cả nhà nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu với cả nhà mình cái mặt bông cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Thì cũng có những cái bài trước em có đăng rồi, cũng có đăng cho mấy chị em mình cái mặt bông để mấy chị em mình tham khảo ha. Thì nó vừa có nhị vừa không có nhị. Thì vô em đăng cho mấy anh chị em nào mà chưa có thấy mặt bông á, không biết ha. Đôi lúc nó có nhị, lúc không. Nhưng mà mặt hoa nó rất là xuất sắc ha. Những cây mini như thế này nó vẫn ra hoa và nó rất là khích nụ nha cả nhà. Dòng này thì phát triển rất là mạnh ha. Rồi, mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có lên cái clip này để cùng chia sẻ và giao lưu với cả nhà mình một cái giống mai cúc hoa hồng Thanh Tú ha cả nhà. Thì dòng này cũng không có lạ gì với mấy anh em ha. Thì hôm rồi em cũng có đăng một cái clip để giao lưu với cả nhà mình, nhưng mà hôm rồi do lá già quá thì em lãi một cây lá và em đã nhìn nó đã lên đọt dài ha. Thì cũng quay lại với cho cả nhà mình xem cái mặt cúc Thanh Tú nó nở như thế nào ha. Thì nó rất là nhiều lớp. Cái này nó chỉ mới hé hé thôi nha cả nhà, nó chưa có bung. Mới hé chưa bung, mới sáng nó mới nở sáng nay thôi. Chiều là bắt đầu nó bung lên ha. Thì cái dòng này thì cũng có nhiều anh em biết rồi. Nó thì cái đặc tính nó lên thì bông chùm hết cả nhà. Bông chùm. Thì nó cũng ít rụng rụ hơn những dòng cúc khác ha. Thì tại vì đa phần một số dòng cúc thì nó hay rụng nụ, chỉ có một số loại đặc trưng như là cúc thọ hương, cúc thọ hương rồi cúc bi ha, thì nó ít rụng nụ xanh rồi nụ bông thôi, chứ đa phần là nó rụng hết ha. Thì như cái mặt hoa này khi mà nó bung lên hết á, thì nó sẽ rất là đẹp nha cả nhà, rất đẹp. Nhưng mà có đôi lúc nó lại có nhị ha. Như hai cái mặt bông này nó không có nhị, nhưng mà đôi lúc nó sẽ lên nó có nhị. Thì cái dòng này thì nó phát triển rất là mạnh nha cả nhà, rất mạnh luôn. Thì cả nhà cũng đã biết rồi ha, cái dòng này thì nó cái giá nó còn khá là cao ha cả nhà, khá là cao. Hiện tại em cũng chỉ còn vài chục cây thôi. Thì do nó giống nó còn hơi mới nên cái giá cả hơi cao, cả nhà có ủng hộ em được thì ủng hộ ha, còn không được thì mình tham khảo chơi vui thôi, đừng có ném đá em tội nghiệp ha. Vì giống còn mới quá rồi cái nguồn bo này nọ nó cũng hơi khan hiếm. Thì đây một cái cây như thế này, nó cao tầm khoảng 2 tấc ha. Thì bên nhà vườn của em thì em giao lưu với cả nhà mình với cái giá là 300.000 đồng, em bao phí ship cả nhà mình nha. Một cặp thì em để cả nhà mình 500, một cây thì 300 ha. Thì mấy nhà vườn khác hiện tại cũng bán giá như vậy thôi. Còn nếu như mà mấy anh em thấy nhà vườn có một số người nói mấy nhà vườn khác bán 70-80 gì đó thì tùy, tại vì tiền nào của đó cả nhà. Thì mấy anh em cứ nghĩ đi, ví dụ như giờ em đang bán 300.000 cây mà người ta bán 80.000 hoặc 100.000 cây, mấy anh em dám mua không? Mấy anh em có tin chắc chắn là đúng cái giống này không? Tại vì những cái giống này thì chỉ có một như vài nhà vườn như bên vườn của em, rồi nhà vườn của Tú Nguyễn có sở hữu thôi. Mà giờ bán cái giá đó thì mấy anh em mình em nghĩ thí dụ như mình suy nghĩ mình cũng không dám mua đâu. Nó cái giá nó chênh lệch quá. Hiện tại bên vườn em thì tất cả các gốc đều xử lý đế đẹp hết nha cả nhà. Ngoài cái việc mà cái giống nó còn mới á, thì tất cả các cây của em bên vườn em đều xử lý đế rất là đẹp. Cái gốc nó cũng tầm nhỏ hơn ngón tay út em xíu, nhưng mà to hơn điếu thuốc nha cả nhà, to hơn điếu thuốc. Hiện nay cao rồi, hôm rồi em giao lưu cả nhà mấy anh chị em tước á thì nó hơi lùn. Nay nó cũng cao cao ha, khoảng được tắt mấy 2 tấc thì thôi, chứ cũng không cao lắm. Tại vì cái đặc tính của nó là nó ra là nó đẻ nhánh nha cả nhà. Nó ra nó đẻ nhánh rồi nó rất là mau thành cây. Rất là mau thành cây. Với lại là nó
nó nụ nhặt lắm nha cả nhà. Như vậy thôi hôm rồi là nó nụ nhiều lắm, em lặt bông bỏ bớt chứ để hơi nó không lớn cây á. Cây mini vậy thôi là đã có hàng vài chục cái nụ rồi đó cả nhà. Như cây này nó hơi lùn ha, hai lùn này mà nó bung nhánh đều nè, bung nhánh đều trơn nè, rồi cũ đẹp ha. Mấy này mình về vô chậu mini chơi cũng được, thì tùy theo mấy anh em muốn chọn cao thì lấy bo thì em sẽ gửi cao lấy bo ha, còn chọn lùn thì lùn. Thì đem quay cái cây đầu dòng cho cả nhà mình xem ha. Thì đây là cũng là một trong những cái vấn đề mà nhiều anh em mình chơi cây mai giống đó, rất là quan tâm ha, rất quan tâm. Thì mua cây mua giống nó thì phải đúng nguồn gốc ha cả nhà. Cây hiện tại của em đang rất là xum xuê, là chuẩn bị ghép một đợt nữa cả nhà, để ghép một đợt nữa. Cả nhà mình an tâm về vấn đề giống ha. Đây là cây đầu dòng của em phát triển rất là mạnh cả nhà, mạnh luôn. Đợt này em ra chắc được nhiều giống á, thì tới khi đó chắc nó có được nhiều thì em để cái giá nó hơi nới xíu cho mấy anh em mình về chơi cho vui ha. Tại vì đúng ra thì cái giá 300.000 cây thì nói về mắc thì nó không quá mắc, nhưng mà nó không phải là rẻ ha, nên cái giá được nói xíu đó thì mình dễ chịu hơn, về mình dễ nuôi hơn ha. Dễ lấy bo, bông nó cũng rất là thấy thương, em rất là thích cái giống này ha cả nhà, rất thích dòng này. Nhưng hiện tại thì nó hiện tại thì nó chưa có bung lên, nó bung lên thì đẹp, rất là đẹp ha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi sáng thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Tạm biệt cả nhà. Ủa, thấy bông nở đẹp quá, sẵn khoe cho cả nhà mình. Cái bạch mai tân tân nở bông to kinh. Rồi, chào cả nhà nha.